Ở đây, vị nào muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải hiểu rõ bốn phần như sau. Phần 1, phải biết và thực hiện ba phần: thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri. Tôi xin giải thích ba phần này. A. Thanh tịnh, tức không suy nghĩ, có công dụng như sau. Khi suy nghĩ thì trong gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện từ âm dương kéo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đi đến chỗ mình suy nghĩ. Đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập tâm được hằng thanh tịnh thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi. Ở đây, vị nào muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải hiểu rõ bốn phần như sau. Phần 1, phải biết và thực hiện ba phần: thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri. Tôi xin giải thích ba phần này. A. Thanh tịnh, tức không suy nghĩ, có công dụng như sau. Khi suy nghĩ thì trong gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện từ âm dương kéo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đi đến chỗ mình suy nghĩ. Đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập tâm được hằng thanh tịnh thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi. Khi Phật tánh bị hút vào thế giới loài người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này hoài, sau cùng gặp một đôi nam nữ đang giao hợp, Phật tánh mới đến gần nhìn, bất ngờ bị sức hút điện từ âm dương của đôi nam nữ này hút Phật tánh vào đường tối đen và đưa vào tử cung của người nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó, Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sanh ra thành một đứa trẻ, dần dần được thành là một con người. Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là tánh người. Tánh người có cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương, bao bọc toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ mà ông tỳ kheo Lãnh An Quy đã trình bày. Khi Phật tánh bị hút vào thế giới loài người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này hoài, sau cùng gặp một đôi nam nữ đang giao hợp, Phật tánh mới đến gần nhìn, bất ngờ bị sức hút điện từ âm dương của đôi nam nữ này hút Phật tánh vào đường tối đen và đưa vào tử cung của người nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó, Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sanh ra thành một đứa trẻ, dần dần được thành là một con người. Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là tánh người. Tánh người có cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương, bao bọc toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ mà ông tỳ kheo Lãnh An Quy đã trình bày. Phật tánh này nhìn vào thế giới loài người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài người, thấy có cái cửa, Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào thế giới loài người. Cửa này gọi là cửa Hải Triều Âm, có hai nhiệm vụ. A. Chuyên hút Phật tánh từ bệ tánh thanh tịnh Phật tánh vào thế giới loài người. B. Chuyên hút các trung ấm thân bị luân hồi trong các cõi trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi trong lục đạo luân hồi. Phật tánh này nhìn vào thế giới loài người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài người, thấy có cái cửa, Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào thế giới loài người. Cửa này gọi là cửa Hải Triều Âm, có hai nhiệm vụ. A. Chuyên hút Phật tánh từ bệ tánh thanh tịnh Phật tánh vào thế giới loài người. B. Chuyên hút các trung ấm thân bị luân hồi trong các cõi trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi trong lục đạo luân hồi. Ông tỳ kheo Lãnh An Huy liền ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn bốn câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1,
Mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2. Nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3. Tánh Phật là tự nhiên có bốn thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4. Tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến. Ông tỳ kheo lãnh an huy liền ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn bốn câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1. Mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2. Nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3. Tánh Phật là tự nhiên có bốn thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4. Tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến. Ông tỳ kheo lãnh an huy liền ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn bốn câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1. Mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2. Nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3. Tánh Phật là tự nhiên có bốn thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4. Tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến. Đức Phật hỏi ông A Nan và đại chúng: Vậy mục đích của ông bà muốn tu thanh tịnh thiền là để làm gì? Ông A Nan Đà và đại chúng đều trả lời: Dạ, chúng con tu thanh tịnh thiền là muốn giải thoát. Đức Phật lại hỏi: Các ông bà có dám tu thanh tịnh thiền không? Vì sao Như Lai hỏi ông bà như vậy? Vì người tu pháp môn thanh tịnh thiền này là phải vô trụ với vật chất. Nếu ông bà vô trụ được thì Như Lai sẽ dạy, còn không vô trụ được thì Như Lai không dạy. Tất cả những người